Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh cưới gây sốt, danh tính chú rể nằm ngoài sức tưởng tượng. Là nữ diễn viên nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả, mới đây Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh cưới lên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng được fan xôn xao. Chưa kể, nữ diễn viên còn tiết lộ bản thân có cơ hội diện áo cưới trong lần này nhờ ăn chè đậu đỏ. Ảnh cưới của Ninh Dương Lan Ngọc đặc biệt gây sốt, song danh tính người đàn ông đứng cạnh mới khiến khán giả thật sự ngã ngửa. Người hâm mộ chắc chắn sẽ ngờ ngợ gương mặt này bởi anh chính là Lee Min Ho, ngôi sao giải trí đình đám của Hàn Quốc. Được biết đây là bức ảnh do người hâm mộ đặc biệt ghép tặng nên Ninh Dương Lan Ngọc mới hào hứng đăng tải. Bởi trước đó cô nhiều lần bày tỏ sự mến mộ Lee Min Ho trên sóng truyền hình. Chưa kể mỹ nhân gái già lắm chiêu còn không ít lần xưng vợ chồng với Lee Min Ho. Trên trang cá nhân, Lan Ngọc thường xuyên ghép hình ảnh của mình bên cạnh Lee Min Ho kèm theo những lời tỏ tình đầy dễ thương. Do đó đáp ứng nhu cầu của thần tượng, nhiều fan đã chế thêm ảnh cưới của cô cùng Lee Min Ho khi nắm tay đi dạo ở biển, hay ảnh nam ca sĩ xứ Hàn quỳ xuống cầu hôn Lan Ngọc.